Sáng nay ngày 15 tháng 11 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về phát triển du lịch Việt Nam nhanh bền vững. Cùng tham dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và các bộ trưởng các bộ ngành liên quan. Tham dự tại điểm cầu tỉnh An Giang có ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Năm 2023, với sự chỉ đạo sâu sát của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp của các bộ ngành và nỗ lực toàn ngành, hoạt động du lịch cả nước đã dần khôi phục trở lại, đặc biệt là du lịch nội địa. Việc phục hồi phát triển du lịch từ đầu năm 2023 đến nay đạt được một số kết quả tích cực. Lượng khách du lịch quốc tế tính đến hết tháng 10 năm 2023 đã vượt chỉ tiêu kế hoạch cả năm với 9,97 triệu lượt vượt kế hoạch năm 2023. Khách nội địa đạt 98,7 triệu lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch đạt 582,6 nghìn tỷ đồng. Các hoạt động sự kiện du lịch diễn ra sôi động tại các địa phương, nhận thức của toàn xã hội về tác động lan tỏa của ngành du lịch có chuyển biến tích cực, tạo sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, quyết tâm chính trị của nhiều địa phương, sự nỗ lực của các doanh nghiệp du lịch đã tạo ra nội lực tăng trưởng và phục hồi. Theo đó, các vấn đề tạo thuận lợi cho khách du lịch quốc tế đã được nhận diện từ nhiều năm trước như quản lý xuất nhập cảnh, thị thực điện tử, thời hạn của thị thực miễn đơn phương. Đã có những chuyển biến mạnh mẽ, sản phẩm du lịch được làm mới, tăng sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, du lịch được xác định là một ngành kinh tế mũi nhọn theo nghị quyết số 08 NQ/TW của Bộ Chính trị. Hội nghị phát triển du lịch Việt Nam nhanh, bền vững là hội nghị chuyên đề về phát triển du lịch thứ hai được tổ chức trong năm 2023. Hội nghị được tổ chức trong không khí cả nước đang nỗ lực thực hiện đạt cao nhất các nhiệm vụ, mục tiêu của năm 2023, tạo đà cho những kết quả tốt hơn trong năm 2024 và cũng là giai đoạn đầu của mùa du lịch cuối năm. Thủ tướng cho rằng, bên cạnh những khó khăn, cũng có không ít thời cơ và thuận lợi. Vì vậy, các ngành và địa phương phải cùng nhau khai thác tốt các cơ hội, nhận diện, hóa giải khó khăn, vượt qua thách thức để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Thủ tướng đề nghị các đại biểu trao đổi, thảo luận, tìm được lời giải cho các bài toán ngắn hạn, dài hạn, tìm ra những câu trả lời cho một số vấn đề trọng tâm để ngành du lịch Việt Nam phát triển nhanh và bền vững. Trong đó, tập trung nhận diện thời cơ và thách thức của du lịch Việt Nam. Của các nước trên thế giới, những cách làm hay, bài học quý, các hiệp hội doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, chuyên gia và từng bộ ngành địa phương cùng nhau trao đổi, đề xuất giải pháp đột phá cụ thể, khả thi để tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức, tận dụng thời cơ, tạo điều kiện thuận lợi phát triển du lịch Việt Nam nhanh và bền vững.